Chiều ngày 5 tháng 10, đoàn công tác huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú do bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện An Phú, ông Ngô Công Thức làm trưởng đoàn, tiếp tục đến thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, thăm và tặng quà tại chốt dân quân Giạc Lài thuộc ban chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, đồn biên phòng Phơ Hữu, thăm và tặng quà tại chốt dân quân dòng Bảy Tạc thuộc ban chỉ huy quân sự xã Phú Hữu, chốt dân quân Vĩnh Lộc thuộc ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Lộc. Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo huyện An Phú cũng được nghe chỉ huy các đồn biên phòng, các chốt dân quân báo cáo công tác bảo vệ đường biên cột mốc, công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện An Phú, ông Ngô Công Thức chia sẻ khó khăn, động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục chủ động phối hợp nắm chắc tình hình khu vực biên giới, nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trong mùa lũ, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật biên giới quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các lực lượng giáp biên Campuchia.